Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Như anh em đã biết, tiên nhân thuật được xem là thứ sức mạnh mà bất kỳ nhẫn giả nào cũng thèm khát, thậm chí chẳng thua kém gì con mắt bị nguyền rủa Sharingan. Tất nhiên, người sử dụng tiên thuật không nhiều, bởi bên cạnh việc phải sở hữu chakra cực hạn để có thể thi triển tiên thuật, thì cơ thể của họ còn cần phải chịu đựng được nguồn sức mạnh còn lớn hơn thế rất là nhiều lần. Trên lý thuyết là thế, nhưng mà éo hiểu sao về sau này, người dùng tiên thuật lại nhiều vãi cả đái. Điều này khiến cho người ta rất là khó biết được ai mới là người chạm đến cảnh giới tối thượng của trạng thái hiền nhân. Ok, vậy thì hôm nay xin mời anh em cùng với Ego Tuna tìm hiểu về danh sách top 7 nhân vật sử dụng được hiền nhân thuật mạnh nhất từ trước đến nay nha. Hiện tại, Highland Coffee đang có chương trình ưu đãi mua 2 tính tiền 1. Mọi người chỉ cần bấm vào đường link bên trong phần mô tả hoặc bấm vào bình luận được ghim ở bên trong phần comment để có thể lấy mã. Sau đó, mọi người có thể đến các chi nhánh Highland Coffee gần nhất rồi đưa mã này cho nhân viên là có thể đổi được quà rồi. Chương trình không giới hạn số lần sử dụng, nên khi mỗi lần uống 2 lần coffee, anh em cứ việc bấm vào đường link để lấy mã mới là có thể tiếp tục sử dụng ưu đãi của chương trình rồi. Còn chân chơi gì mà không đổi quà ngay hôm nay? Mở bát cho danh sách ngày hôm nay, người mở đầu cho lời nguyền, cứ Hokage tóc vàng thì làng nát bét. Xin giới thiệu, vua tốc độ Minato, được xem là học trò xuất con mẹ nó sắc của lão dê sồm Jiraiya, nên về cơ bản, đệ tứ cũng có ký hợp đồng lao động với loại cóc. Và tất nhiên, Minato cũng đã học được tiên nhân thuật từ lão cóc ở núi Mizoboku. Bên cạnh khoảng tốc độ bàn thờ, đã được đích thân cụ nhị Tobirama công nhận. Có thể nói, Minato còn rất có tố chất trong việc luyện được trạng thái hiền nhân. Tuy là không thể hiện được nhiều, do thường thì mấy đứa sinh sau đẻ muộn, luôn luôn phải set up chuẩn bị mọi thứ để mời các cụ sơi. Dấu chân trên mặt giấy tờ là ngang hàng tính về mặt chủ tịch. Trong đại chiến Shinobi lần thứ tư, Minato đã nói rằng anh không giỏi tiên nhân thuật cho lắm, nhưng vẫn có thể sử dụng được thuật này, mà không hề bị biến dạng và thậm chí là có thể kích hoạt trạng thái hiền nhân chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Quả thật là không phải ngẫu nhiên mà đệ tam lại chọn Minato thay vì thiên tài Orochimaru để kế vị của mình. Tiếp đến chính là top 6 thuộc về người thầy đã đào tạo ra hai Hokage của Konoha. Ông là người thứ 3 thi triển được tiên nhân thuật trong series Naruto, chỉ sau lục đạo hiền nhân Hagoromo và cụ nhất đó chính là Jiraiya. Mặc dù vị tác giả bộ truyện hentai nổi nhất thế giới nhẫn giới này đã đủ mạnh mà không cần dùng đến tiên nhân thuật, nhưng khi bước vào trận chiến quan trọng với Ben, Jiraiya vẫn có thể sử dụng được trạng thái này một cách thoải mái. Trong Naruto, theo lý thuyết thì tiên nhân thuật chỉ có thể duy trì cho một thời gian nhất định, nhưng với Jiraiya thì hoàn toàn khác nha. Ông nhờ vào sự trợ giúp từ hai cụ cóc Fukasaku và Shima, nên trên thực tế, tiên nhân háo sắc có thể duy trì trạng thái tiên thuật bao lâu cũng được. Lý do cho việc ông phải ngậm đắng nuốt cay và xếp gần bét bản là do chưa thể nào cân bằng đúng được chakra của bản thân với năng lượng tự nhiên. Kết quả là ông chỉ đạt được trạng thái cấp độ tiên nhân sơ cấp. Chính trạng thái hiền nhân của Jiraiya được cóc đại nhân đánh giá là chưa hoàn thiện, bởi vì khi ở trạng thái hiền nhân, một số bộ phận trên người của Jiraiya bị biến thành cóc, như là mũi mọc mũi cóc nè, răng sắc hơn và có một chòm râu dê, còn đôi mắt thì giống hệt con cóc luôn. Và đó cũng là lý do tại sao ông phải chịu hồi nhị vị cóc hiền nhân nhằm hỗ trợ ông hấp thụ được chakra tự nhiên để duy trì trạng thái tiên nhân trong lúc chiến đấu. Kế đến chính là top 5 thuộc về thanh niên cần cù bù siêng năng Kabuto. Là đệ tử ruột của Orochimaru, Kabuto tự ảo tưởng sức mạnh rằng khả năng về tiên nhân thuật của mình đã nằm ở trạng thái hoàn hảo. Thậm chí, anh còn rất mạnh miệng và tuyên bố khi ở trạng thái hiền nhân thì anh đây hóa rồng, chứ méo còn là con rắn nữa. Sau khi cấy ghép tế bào của Yugo, dân chơi Kabuto đã thành công khắc phục được điểm yếu phải bất động, giúp cho anh có thể vừa chiến đấu, vừa tích lũy được năng lượng tự nhiên, kể cả khi đang di chuyển. Trong trạng thái tiên nhân rắn, Kabuto đặc biệt trở nên mạnh hơn gấp bội. Ngoài ra, tuy chưa có người yêu, nhưng Kabuto đã bị cắm tới 4 cái sừng ở trên đầu. Ảo thật đấy! Theo dòng lịch sử, Itachi và Sasuke trước thềm đại chiến ninja, dù cả hai đều đang sở hữu nhãn lực mạnh nhất, nhưng vẫn không thể nào áp đảo được Kabuto trên mọi mặt. Vì khi đó, Kabuto đã giác ngộ và đạt tới cảnh giới tiên nhân. Tuy mọi toan tính của Kabuto đều rất hoàn hảo, nhưng đáng tiếc, dân chơi này lại đi sai một nước cờ, đó chính là hồi sinh Itachi ở trạng thái mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc sinh thời. Hơn nữa, Itachi càng không phải là dạng đối thủ dễ đối phó. Và sau đó thì... À, làm gì còn sau đó nữa?
Vị trí thứ tư, CEO đời đầu, kiêm founder của Mộc Diệp Thôn, dẫn giả thánh nhân Senju Hashirama. Về cơ bản, tiên pháp có thể học được ở hai nơi, đó là Diệu Mộc Sơn, aka thánh địa của loài cóc, và Địa Ngục Long, aka thánh địa của loài rắn. Còn thập cốt lâm của loài sơn thì mình không chắc, vì chưa thấy Tsunade hay là Sakura có thể sử dụng được năng lượng của tự nhiên. Cơ mà nhiều người lại tin rằng tiên nhân thuật của Hashirama có được là nhờ công tập luyện tại khu rừng kể trên. Còn trên thực tế ra sao thì không thấy tác giả nói. Sở trường của cụ là kết hợp tiên nhân thuật cùng với mộc độn của mình và chiêu thức làm nên thương hiệu Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn của Hashirama, đó chính là tiên pháp Thiên Thủ Quan Âm. Nhờ vậy, ông có thể liên tục chiến đấu cùng với cụ vĩ bọc Susanoo bên kia của Madara mà không hề lép vế một tí nào. Ngoài ra, ông còn kha khá các chiêu thức thượng thừa khác, ví dụ như tiên pháp Minh Thần Môn đủ sức để phong ấn thập vĩ. Không giống như Jiraiya hay là Kabuto, cụ nhất có khả năng cân bằng hoàn hảo năng lượng tự nhiên với chakra của bản thân mình, nên không hề bị biến đổi hình dạng của bản thân. Bên cạnh đó, ông còn vô cùng nổi tiếng với chiến tích bắt vĩ thú về làm thú cưng nuôi trong nhà, sau đó thì chuyển sang cho các làng nuôi hộ do nhà hơi chật. Đấy là còn chưa kể đến, chính một tay Hashirama đã dung túng Tsunade cờ bạc để lại một khoản nợ khổng lồ cho làng lá. Thay việc thả cửa, cho ra lò một dân chơi cấm thuật như Hokage đệ nhị để lại biết bao hậu quả sau này. Tất cả đã chứng minh về một góc nhìn hoàn toàn khác so với những gì chúng ta được nghe kể về một nhẫn giả thánh nhân, người đã khai sinh ra thế giới ninja. Cơ mà cụ cũng chỉ xếp hạng tư mà thôi, ba cái tên sau đây còn mạnh hơn rất là nhiều. Xếp sau nhẫn giả thánh nhân, người đã đạt tới trạng thái bảo hòa sức mạnh, để rồi bây giờ bị nấp thảm như một cái dẻ rách, anh Bảy Na Đần. Được mệnh danh là nhẫn giả mạnh nhất, đồng thời là đứa trẻ trong lời tiên tri, Naruto có trong mình đa dạng các loại sức mạnh khác nhau. Tất nhiên, tiên thuật là một trong số đó. Sau cái chết của Jiraiya, Nano quyết định khăn gói đến Cáp Mu Sơn và bắt đầu luyện tập tiên thuật dưới sự chỉ bảo từ Fukasaku. Mặc dù bắt đầu hơi muộn, nhưng nhờ Haki nhân vật chính nên Naruto đã học rất nhanh so với những tiền bối đi trước của mình. Dù cho đầu óc Nano lúc này vẫn không được thông minh cho lắm. Không những vậy, trạng thái hiền nhân của Naruto còn vượt qua cả tiên nhân dây cụ Jiraiya, khi không một bộ phận nào trên cơ thể bị biến thành con cóc hết. Ngoài ra, Naruto còn đạt tới trạng thái lục đạo tiên nhân, một cảnh giới cao hơn rất nhiều so với tiên thuật, bằng cách vận dụng chakra của chính vị thú ở trong cơ thể. Nói kỹ hơn về vấn đề này, có lẽ phải đi từ gốc tiên nhân với bốn hình dạng khác nhau. Trạng thái tiên nhân thuật bao gồm mấy đứa mặt thâm như tiền đồ của chị dậu, hoặc combo thêm quả núi đồi chập trùng, chi chít vụn rổ. Tiếp đến là tiên nhân biến dạng, do ngáo đá chơi đồ quá liều dẫn đến đột biến gen, điển hình như là Kabuto. Thứ ba là tiên nhân vĩ thú. Dấu hiệu nhận biết ở hình dáng này chính là hình dấu cộng ở đồng tử khi kết hợp giữa hình dạng vĩ thú và tiên nhân thuật. Cuối cùng là lục đạo tiên nhân, đẳng cấp tối thượng của tiên nhân thuật trong thế giới Shinobi, độc quyền duy nhất chỉ mỗi anh Bảy có, do anh Bảy đã kết bạn với chủ server nhẫn giới Hagoromo. Có thể nói, lục đạo tiên nhân là một trạng thái giúp cho Nano trở nên vô đối trong mọi trận chiến. Nó là trạng thái thần thánh, dành riêng cho những ai có niềm tin, sự quyết tâm và ý chí sắt đá, đặc biệt là mấy thằng còn ông cháu cha. Cộng thêm dương tiên lực đã húp được từ Hagoromo, thánh thông não Naruto lúc này không những có thanh mana cao ngất ngưỡng, mà còn đạt đến trạng thái cảnh giới trời đất trung hòa, vạn vật sinh sôi, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Trong mọc lục đạo, Naruto đã trở thành một thực thể quyền năng. Mặc dù lần đầu sở hữu sức mạnh top 1 server, thế mà bằng một cách thần kỳ nào đấy, anh Bảy vẫn biết cách để vớt được cái mạng già cho gai sau màn gánh tim căng đét. Đồng thời, hô biến Kakashi từ pha chột pha sáng, thành cả hai bên đều sáng mắt luôn. Qua đó, đã giúp cho Babasuke độc quyền danh xưng thánh chột của làng lá đến thời điểm hiện nay. Nói chung là đôi bồ câu con đậu con bay. Vị trí kế cuối, tất nhiên là phải thuộc về bố già lục đạo Hagoromo rồi, người đánh bại thập vĩ, đã khai sinh ra nhẫn giới sau này, đồng thời cũng là người đầu tiên sáng tạo ra cũng như sử dụng nhẫn thuật. Cái tên lục đạo hiền nhân đủ cho ta thấy được sức mạnh khủng khiếp của ông là như thế nào. Nói về tiên thuật, bậc tổ phụ Hagoromo đã đạt đến cảnh giới tối thượng của tiên pháp khi khai thiên lập địa. Tất nhiên, ông cũng là người đầu tiên được truyền dạy nhẫn pháp này tại núi Diệu Mộc Sơn dưới sự chỉ dạy của Gamamaru. Với tấm lòng bao dung độ lượng của mình, bố già đã truyền lại khẩu quyết tu luyện cho đời sau, chính là tâm phải tịnh. Khi đó, bản thân sẽ rơi vào trạng thái hư không, đạt tới cảnh giới vô ngã vô dục. Đặc biệt, khi kết hợp tiên nhân thuật cùng với sức mạnh lục đạo, Hagoromo đã tạo nên một trạng thái cực kỳ đáng sợ, đó chính là lục đạo tiên nhân thuật. Đây chính là thứ sức mạnh làm nên tên tuổi của Naruto vào thời điểm diễn ra đại chiến ninja lần thứ tư.
Dẫu cho đám con cháu sau này gần như không còn nhắc nhiều đến trạng thái này, nhưng nó vẫn sẽ luôn nằm ở trong lòng của fan hâm mộ Naruto. Vị trí cuối cùng, hạng đặc biệt trong bảng xếp hạng ngày hôm nay, có thể nói đến đây như anh em đã cầm sẵn viên gạch rồi. Xin giới thiệu con trai cưng của hoa hậu thân thiện Orochimaru, Mitsuki. Bản thân thằng nhóc này do đích thân Orochimaru tạo ra từ phòng thí nghiệm bằng cách pha trộn tế bào của bản thân với những ninja mạnh nhất, kể cả Naruto và Sasuke. Nên trên lý thuyết, Mitsuki có đủ mọi loại huyết thống mạnh nhất trên đời. Mặc dù chỉ mới 13 tuổi, sức mạnh của Mitsuki được coi là ngang hàng với một Jonin. Cũng theo như hoa hậu Orochimaru, thằng con ông có thể xem như là hoàn hảo về mặt di truyền và có tiềm năng sẽ mạnh hơn tất cả những Sanin. Đến tuổi báo đời, cậu đã có mức chakra cực hạn, đủ để đạt được trạng thái hiền nhân. Tuy nhiên, hiền nhân thuật của Mitsuki rất đặc biệt, bởi suy cho cùng, nó cũng không giống với bất kỳ trạng thái hiền nhân nào của những người sử dụng trước đó, giống như là Naruto hay là Kabuto, cụ nhất hay thậm chí là Hagoromo. Ngay cả người tạo ra Mitsuki là Orochimaru cũng phải thốt lên rằng thằng con trời đánh đã vượt qua cả hắn ta và có tiềm năng sử dụng được sức mạnh tối thượng của tiên nhân thuật. Ngày xưa, các cụ còn chuộng rèn luyện tâm vô ngã để có thể lĩnh hội được tiên pháp, thì ngày nay, đám con cháu lại chuộng bơm tiên thuật hơn. Khi có trong tay trạng thái hiền nhân, Mitsuki trông rất giống với Tonegi trong trạng thái chakra, tiên sinh nhân. Quả thực nếu hai trạng thái này là giống nhau, thì Mitsuki hoàn toàn có thể sở hữu siêu sức mạnh, siêu tốc độ, nguồn chakra vô tận không bao giờ cạn. Và đây cũng được xem là một trong những trạng thái mạnh nhất, ít nhất là phải ngang hàng với lục đạo tiên lực của Naruto. Riêng trong trường hợp Mitsuki, cậu được bao quanh bởi một lớp vỏ chakra màu lục lam với hình dạng những con rắn, biểu tượng cho luồng chakra cực kỳ mạnh. Nó hỗ trợ tấn công đối thủ của cậu trong phạm vi nhất định. Khả năng này của Mitsuki dường như được liên kết trực tiếp tới Bạch Xà Tiên Nhân, vị thần rắn huyền thoại trong hang Ryuchi. Đáng chú ý nhất, lúc này Mitsuki sẽ có tốc độ nhanh như chớp, khiến mọi đối thủ phải há hốc mồm kinh ngạc. Tuy có khá nhiều cá nhân có thể đạt được trạng thái này, nhưng chỉ có 7 nhân vật này là đáng ngưỡng mộ nhất khi thi triển tiên nhân thuật mà thôi. Còn anh em thì sao? Anh em có đồng tình với danh sách ngày hôm nay hay không? Hãy để lại một bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nha. Vẫn như mọi khi, anh em đừng quên like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo.